nó còn ra nước đó, nhiều có chín cái này đó, bưng nè này còn gót cái cưng ba này là cái đổ không gót bây giờ nha. Là ok còn có không nó còn nhắc gì nó mới đã một ký lô lá đó, nó lạnh ra như vậy mấy cái lá là Cà Mau mà lá ở dưới mình chừa lên lên đó thấy không bảy bịch á lá bồng ba vàng à được ăn nhiều khác làm xong mình chơi một cấp nữa mới có khách ngày 4 giờ chứ có kìa hai móng nữa nó trời mát này dễ dễ có đâu rồi. Ý nó là ở đây người ta đi trễ lắm có bà dạ, giỏi lắm bàn một bàn chứ đi đây không làm việc là cứ đóng tiền không trời mát mà cũng không bị chết hả à, mọi sớm hả mua em mà mua hoặc em mua được rồi cái này không biết nhiều mấy em thấy em con chứ bảy xài nhiều đám mà bỏ xuống nè đây đi đẩy xuống cái dưới xuống đây nha đây còn nóng nhất ngon hấp dẫn ngon quá hấp dẫn dễ quá vậy dễ dùng cho đầy cái độ lạnh của nó nè không cái này mạnh quá đó à, không cái mà này bữa đó mình là nó đủ độ lạnh gam ha màu quá cái mà định Mỹ nè quá trời mực này nó còn lạnh bự thiệt ta có mời mấy mẹ ăn chè được không phải không sao thấy mấy đồng xe nó đâu phải gì không mời để cái này kia xuống rồi đó không mời gì trơn à, có cái ông đó ổng mời uống cà phê với trà đường buổi sáng chú bảy không đó ông gì bảy ở đâu bữa mà mình vừa tới Đình Mỹ cho mời mình ra uống cà phê đó ông đó chủ nhà hả gì chủ nhà ông già đó hay có mời uống cà phê dạ. Con bạn chốt á nhớ cười được ổng mời uống cà phê có ông Hậu đi không không có bác không? Nguyên, trong đó đông trong nhà đó. Đúng không? Thấy mà em uống đi xe quậy ra là đi chắc đi riêng quá không có đi với quậy đâu. Đi riêng. Tức không? Có bà con đâu đi với quậy. Cái mực mà nó đủ cái độ này nè vậy ba không thấy nước. Nó khô que hoài, nó đủ cái độ lạnh cho nó lên khô que rồi. Màu xanh nó có một trái. Hai màu cũng đẹp. Hai màu cũng đẹp. Nó màu xanh nó xiên cái thứ này là ngon nhất, ăn ngon mà 25 ngàn, nó không có gì, còn nó ngon nữa là 30 ngàn. Cái này hả? Mới bông mà để nữa. Ở đây 50 ngàn. Là trời, ở đây 50 ngàn. Mua này ăn qua đám người ta đi luôn xiên. Không có đi chợ đầu mối là ta mua ba nguyên bao không nguyên. Ở đây 50-60 ngàn ký. Mua đây ai cháy gì ba? Thả gì ba đi đó nè. Không có ngoài dễ gì ba đi buôn bao lận bao 20 ký củ hành có nhiêu có 11-12 ngàn cái đầu mối còn ở đây 20 ngàn chị hai Bích đó là bả giờ không biết là sao chứ anh hai chở đi không không giờ nghĩ đi là thấy anh hai đi chọn phải mày mua không mà mày mua ít đừng mày mua tao ba mà bán đâu nó cũng mắc hơn mua nguyên cây cây một bao là 20 ký 10 ký nguyên cây á giống như khoai lang ấy mua nguyên một chục ở đây ba khoai lang nó 15 ngàn thì ba ngoài mua có 60 ngàn 10 ký ta về đây người ta bán là vậy á mà con mua lẻ cũng vậy đó ngoài cũng 15 ngàn ký mà bán nguyên cây vậy nguyên bao mới để giá đó giờ là cái nữa chứ ra con mà mua gì không xài rồi để lâu nó cũng hư à như mình canh rồi đám nhiều đó mua gì thì nó lại nhiều để qua đám này rồi gì bây giờ bữa tao đi mua đủ một ngọt rồi nó cũng như ở đây nè thì đường phèn hay là các cái nhưng mà nó như ở đây nhưng mà đồ nó thì đây
ăn hai triệu. Đem về các bạn. Một hai đi. Cho nó đi. Ừ, nó đi. Cô chồng tôi làm bác sĩ, bà nói ăn đó thì tốt. Chứ mấy cái người tiêu mạch ớt này là bác ta ăn chắc miệng chị. Mấy người giàu, nhà giàu người ta ăn ớt này ta chắc miệng á. Thiệt đó. Ta nói chứ đâu phải ấy đâu. Mày biết em có những ba mày ăn đau là lên thành phố bổ mấy trăm ngàn. Mấy trăm triệu. Nghe tính ba. Mấy trăm triệu phải không? Ăn 3, 6 tháng cái gì đó, ăn ớt này nè, bông cải nè, rau xanh rồi, rau xanh không là không uống thuốc nha. Là 6 tháng không ăn cơm, hết chân. Hết thịt luôn. Ăn rau rồi có không? Mổ rồi. 2 năm sau đi luôn. Thôi rồi, ổng gì, ổng dắt lúa, ổng nhậu, ổng làm. Đi, đi, đi. Mẹ của con Trinh mắc rồi đó gì hả, hay không? Hả? Mẹ Trinh mắc gì ba hay? Mắc hả? Mắc rồi cái bữa đây gì ba điện mà kêu nói bữa đó tới làm định dọn ngày làm rồi đãi luôn đó. Ừ. Nhưng mà trước. Tuần trước. Rồi mày láo này đi rồi bỏ vào tay đi bách. Rồi tới gì? Tới lẩu lao. Cù lao hả? Cù lao xải này không được hả? Bỏ đi. Có lớn có năm mấy hả? 59 tuổi. Bỏ đi con. Dạ. Rửa vô rửa thùng. Rửa lại chân sạch. Coi nó được con nó dính. 59 tuổi mất rồi. Không, mẹ Trinh này mày không có nào. Mẹ Trinh trời mất từng rồi. Mất từng rồi. Mày hay đi đó mà mày không cho tao hay. Hay biết gì con. Bà con họ đâu mà cho hay. Không, lính lính mà phải đi cũng được đâu nè. Mà ai biết đâu. Không cái ấy gì đó. Có hay mà con cũng không có đi, tại cũng không có qua lại không có đi. Lấy cái gỗ á chắc ba cù lao ra. Trong thùng đó. Ủa? Nè thùng này chắc nè. Mày đâu xài gỗ lao này hả? Chút. Họ mấy kêu bảy kinh viễn thục lên luôn đấy. Ừ, khiến mẹ lại đi. Cái này mình sắp vào vô trong cái nồi luôn hay gì hay là dĩa? Cái dĩa riêng. Cái dĩa 12 nó hết đó, cái dĩa nhỏ không hết đâu. Dĩa là để lên. Là dĩa bự đó đó. Ừ. Chai này uống cái gì hay cái mấy uống làm gì làm gì vậy đi ha. Thôi đưa dĩa lên luôn đi. Phải, để chọn đây. Đây, đây, đây. Lao hả? Lao đâu? Dĩa mà nãy đâu? Để dĩa 12 cái thử. Chắc dĩa đó rồi đó. Răm, ngồi tay. Nó trôi 115 thứ gì đó. Chiên cút, bông cải xanh, giống mặt. Cái hạt nêm này không xài luôn. Khách lại rồi kìa. Ngồi nhóc hết trơn kìa bảy. Đi. Đó gì người ta nói 4 giờ thì cứ 4 giờ nghe lại. Đây ông ra cái lẩu đi, ra cái lẩu đi. Đi nghe lại ông, nghe lại ai giờ? Hả? Tại vì kia nó 4 giờ. Mấy ông nghe. Nhưng mà có khách thì không biết. Lên ngồi kia cái này. Không rõ luôn mà. Có gì? Cái này chú. Treo cái bọc gác ra bụng bọc ra chạy. Ngày sau. Đem hết lên, đem hết lên. 125 thứ, 115 thứ bao tử ngon lắm, bao tử ngon, bao tử ngon. Biết cái bạc con treo đây nè. Ba cái mộ để dĩa lên đủ luôn đi rồi dẹp cái đó. Dĩa lại. Bao tử gan để lộn lại để chừa ấy tim. Cái này ăn cải, dê hoài. Hết lên mới được. Để hết lên đi còn bạc nữa hay gì. 2, 4, 6, bọc gan nữa. 9, 10. 1, 2, 3, 4. Ừ, đó. Cái này, cái này là gì, gì ba để trong nước hay gì? Không, để đây. Để lên nữa sao để được. Chính phút luôn đi. Chính qua đây đi. Đại dữ rồi. Cho mày bay qua đây đi. Nước rồi để vô đâu đó. Cái dĩa này đặc biệt quá. Cái cô lo này, cái con đi ăn, cái này để lên đi, để lên đi, con có ừ, con có mở không?